hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập được một cái phiếu nhập mua hàng ở trong phần mềm kế toán ThoughtShop. Ở đây chúng ta có thể thấy là trên màn hình chính có một cái biểu tượng mua hàng, chúng ta kích vào đây. Sau đây chúng ta chọn cái biểu tượng mua hàng. Ở đây là các cái chứng từ phiếu nhập mà trước đây chúng ta đã nhập vào. Thế là chúng ta chọn mới bằng phím Ctrl N hoặc là chúng ta chọn cái chuột phải ở giữa màn hình. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là trên cái phiếu nhập mua hàng này cũng có khá nhiều cái lựa chọn, nhưng mà nhìn thì thực tế nó cũng rất là đơn giản. Bạn nhìn thấy rất là dễ phân biệt giữa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh với nhau khác nhau. Các bạn thấy là cái hình thức thanh toán ấy là có các cái trường hợp xảy ra như là mua nợ tức là chưa thanh toán, trong cái trường hợp là thanh toán đối với các cái đơn hàng nó nhỏ và các bạn thanh toán luôn bằng tiền mặt. Trong một số các cái trường hợp rất là hy hữu xảy ra là cái trường hợp chuyển khoản. Vì thường cái trường hợp chuyển khoản là các bạn có thể hiểu đơn giản rằng là cái thời điểm mình mua hàng ấy và nhận hóa đơn thì nó có thể nó không trùng lặp với cái trường hợp chuyển khoản, nên là cái việc chọn cái hình thức thanh toán là chuyển khoản nó có khá là hy hữu. Trong trường hợp chúng ta đã nhận hóa đơn rồi thì chúng ta sẽ đánh dấu vào cái nút tích là đã nhận hóa đơn. Và trong cái trường hợp mà các bạn thấy là cái phần hàng hóa mà chúng ta mua về ấy, là cái phần hàng hóa chúng ta mua nhập khẩu thì chúng ta sẽ đánh dấu vào cái nút hàng mua nhập khẩu. Thì sau khi các bạn kích vào cái chỗ hàng mua nhập khẩu thì chương trình nhỏ có thêm các cái cột như là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hay là thuế vệ sinh môi trường. Ở đây chúng ta sẽ lập một cái chứng từ mua hàng bình thường. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ bắt đầu chọn là cái đối tượng cung cấp cái hàng hóa vật tư cho chúng ta. Ở đây là chúng ta đánh vào là Nguyễn Văn A, mua thép xây dựng. Ở đây chúng tôi là lấy ví dụ là đối với cái trường hợp là mua cho một cái công ty kinh doanh về lĩnh vực xây dựng, nhưng không hẳn là cái xây dựng nó có gì khác biệt giữa cái việc nhập mua hàng. Tí nữa chúng tôi sẽ nói ở phần kho. Đối với cái trường hợp mà nhân viên ứng tiền đi mua hàng và sau đấy về thanh toán lại bằng hóa đơn mua hàng, chúng ta nhập bằng phiếu nhập mua hàng thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải chọn cái nhân viên ở đây nhằm phục vụ có mục đích là khi hạch toán vào tài khoản 141 thì các bạn sẽ hiểu được là cái nhân viên mua hàng đây sẽ được theo dõi cái phần công nợ 141 khi hoàn ứng. Chúng ta chọn là có bao nhiêu cái chứng từ gốc kèm theo. Các bạn có thể tính là chứng từ gốc thì có hóa đơn đỏ, giấy đề nghị thanh toán. Ở đây tiếp theo là cái tài khoản trả tiền và tài khoản nhận tiền thì nó xảy ra trong cái trường hợp chúng ta phải điền vào ở đây là cái trường hợp chuyển khoản, hình thức thanh toán là chuyển khoản. Ở đây không xảy ra các cái trường hợp đấy, chúng ta bỏ qua. Chúng ta di chuyển đến ô ngày ghi sổ, chính là cái ngày mà sẽ ghi vào trong cái chứng từ của các bạn. Sau đấy chúng ta đến ô mã hàng thì chúng ta chọn cái loại hàng hóa vật tư. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái loại hàng hóa vật tư này nó có khác một cái là nó có luôn cả số lượng tồn và giá trị tồn. Các bạn chọn thép. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là có cái tài khoản ở ô tài khoản nợ là 1561. Nhưng mà khi chúng ta enter thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được đổi theo cái tài khoản ở trong cái danh mục hàng hóa vật tư mà các bạn khai báo là cái thép, nó là cái thép, nó là cái loại nguyên vật liệu đầu vào để thi công công trình. Chúng ta có thể đánh lại cái đơn vị tính là kg. Ở đây chúng ta chọn số lượng là 200 chẳng hạn. Ở đây là 15.700 đồng. Chúng ta sẽ chọn tiếp cái đối tượng. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái đối tượng này chính là cái đối tượng công nợ mà khi chúng ta hạch toán đến cái tài khoản trước này. Ở đây chúng ta sẽ chọn tiếp cái loại vật liệu thứ hai là cái loại vật liệu ví dụ thép phi 8. Đây đơn vị tính là kg, chúng ta có thể đánh lại. Nó bình thường nó sẽ lấy theo cái đơn vị tính ở trong cái danh mục hàng hóa vật tư mà chúng ta khai báo 150.000. Đấy, với cái đơn giá như này chúng ta có ngay một cái khoản tiền tổng cộng bên dưới là 5.473.250 đồng. Ở đây chúng ta tiếp tục. Tôi nói thêm cho các bạn là ở đây chúng ta có thể chọn cái đối tượng là đối tượng
tập hợp chi phí. Cái này thực ra ở trong cái phiếu nhập thì nó có thể không xảy ra, nhưng mà khi các bạn chọn ở đây rồi thì sau này chúng ta làm cái chứng từ mà xuất theo phiếu nhập, rất là thường đối với các cái công ty thi công về công trình ấy, thường là nhập xuất tại chân công trình, nên là người ta tính luôn cái phần chi phí này vào, và thường là chúng ta sẽ áp dụng cái chức năng xuất theo từng phiếu nhập, có nghĩa là chúng ta chọn luôn cái phiếu nhập mà không phải đánh lại giá, không phải bận tâm cái chuyện là nó giá cả nó bị sai, mà chúng ta chọn luôn cái vật tư từ những cái phiếu nhập trước đấy, thì nó tiết kiệm rất là nhiều, và cái công sức của bạn có thể rà lại cái đơn vị tính giá và sử dụng luôn cái giá đích danh. Mặc dù chúng ta khai báo cái hàng hóa vật tư nguyên vật liệu là tính theo giá bình quân gia quyền, nhưng mà ở đây khi các bạn đã chọn chức năng xuất theo phiếu nhập thì có nghĩa là chương trình mặc nhiên chuyển sang trạng thái là xuất theo đích danh. Ở đây chúng ta thấy là đã có hai loại vật liệu chúng ta mua về. Vậy trong cái trường hợp mà cái đối tượng công ty này vận chuyển luôn cho mình cái hàng hóa vật tư đến tại chân công trình cho mình, thì chúng ta phải lưu ý là họ sẽ có một cái phần phát sinh chi phí vận chuyển. Cái phần phát sinh chi phí vận chuyển thì nó không có trong giá hàng hóa, nhưng nó sẽ được phân bổ vào giá trị hàng hóa khi nhập kho, và đồng thời hạch toán lên ở trên cái sổ cái của mình. Ở đây chúng ta vào cái phần chi phí, ví dụ như ở đây cái chi phí vận chuyển tại chân công trình là 200.000. Thế thì trong cái trường hợp mà cái phần chi phí vận chuyển này chúng ta phân bổ vào cái giá trị hàng nhập kho như thế nào? Thì ở đây có hai cái chức năng lựa chọn để phân bổ, là cái phân bổ theo số tiền, phân bổ theo số lượng. Thường thì tất cả kế toán người ta sẽ sử dụng cái phương án là phân bổ theo số tiền, để nó chia theo cái tỷ lệ của tiền của các loại hàng hóa vật tư chúng ta mua về. Các bạn có thể nhìn thấy là sau khi các bạn kéo tên trượt ở đây, các bạn nhìn thấy là không thấy cái tài khoản nợ và tài khoản có ở đâu. Vậy cái phần chi phí này sẽ được hạch toán vào đâu? Mặc dù nó được phân bổ vào trong cái theo dõi về kho, nhưng mà chưa thấy là cái phân bổ, cái chứng từ hạch toán phân bổ để lên sổ cái, chúng ta kích vào cái nút phân bổ chi phí thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là chương trình sẽ có một cái thông báo cho các bạn là các bạn có muốn tạo ra một cái chứng từ để hạch toán cái phần chi phí này không. Mặc nhiên là chúng ta sẽ chọn trong trường hợp là cái chi phí này là cái chi phí mà các bạn bắt buộc phải hạch toán vào trong cái sổ cái của các bạn. Sau khi các bạn chọn nhận thì các bạn có thể thấy là nó tự tạo ra một cái chứng từ để các bạn có thể hạch toán cái phần giá trị này. Cái chứng từ này thì các bạn thấy là chương trình đã đặt sẵn cho các bạn theo cái tài khoản này. Nhưng mà theo tôi thì các bạn sẽ phải đưa vào cái giá trị hàng nhập kho. Vậy ở đây chúng ta bắt buộc phải chọn là cái tài khoản 1521, tức là cái tài khoản nó trùng với cái tài khoản vật tư ở trong cái hàng hóa mà chúng ta nhập về. Thế thì cái phần tiền này sẽ được hạch toán vào cái tài khoản này. Các bạn lưu ý là cái phần tiền này là nó sẽ hạch toán để làm sao mà cái tài khoản 152 so với cái theo dõi hàng nhập kho nó trùng khớp với nhau. Ở đây chúng ta chọn lưu, chúng ta đóng và chúng ta tiếp tục làm tiếp cái hàng hóa. Nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng tôi hướng dẫn lại một tí, là các bạn nhìn thấy là cái chứng từ chung này, trong cái trường hợp mà chi phí mà có thuế thì các bạn khai báo thuế ở trong cái chứng từ chung, chứ không phải khai báo thuế ở trong cái phần chứng từ mua hàng. Ở đây cái hóa đơn này là nó chỉ kê thuế cho cái hàng hóa mà các bạn mua về ở trong cái phần tiền hàng. Các bạn có thể chọn ở đây là thuế là 10%, thì chương trình sẽ tự động lấy theo cái đơn cái giá trị tiền của từng hàng hóa. Nhưng các bạn yên tâm rằng là khi chương trình lấy cả cái theo cái tỷ lệ phần trăm của từng loại hàng hóa, nhưng mà chương trình vẫn có thể là đưa về một đúng một cái hóa đơn cụ thể cho các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta chọn loại hóa đơn là giá trị gia tăng. Chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta chọn xong ấy, thì có thể đây nếu như mà mười mấy loại hàng hóa mà các bạn chọn như thế này sẽ là rất là mất công. Đấy, nên chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và ấn M trên bàn phím. Chương trình sẽ tự động lấy tất cả cái danh mục phía dưới thành cái cùng một cái
lựa chọn. Ở đây chúng ta đánh vào cái số hóa đơn, nhưng chúng ta cũng giữ phím Ctrl và Alt M thì sẽ có số hóa đơn như nhau. Chúng ta ở đây chọn loại hàng hóa dịch vụ thì các bạn lưu ý là cái này theo cái quy định của nhà nước là có ba cái mục này. Chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ chọn cái mục 1, chúng ta sẽ ấn tiếp Ctrl M để có thể là chọn cho chương trình nó tự động nó chạy. Thì sau khi các bạn lập xong cái chứng từ này, các bạn có thể ấn nút lưu. Như vậy là chúng ta đã có thể là đã xong cái phần 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 phiếu nhập mua hàng theo cái hình thức mà chưa thanh toán. Trong cái trường hợp mà các bạn thanh toán bằng tiền mặt thì chúng tôi sẽ, ví dụ chúng tôi nhập mới thì cũng thế, chúng tôi sẽ sửa lại cái chứng từ này để cho các bạn xem. Ở trong cái trường hợp là các bạn nhìn thấy là cái chứng từ này nó hạch toán ở cái tài khoản này là 331. Thế nhưng mà khi chúng ta chuyển sang cái trạng thái là tiền mặt thì lập tức là chương trình sẽ tự động chuyển sang cái tài khoản 111, chúng ta chọn lại cái tài khoản nợ là 152. Các bạn lưu ý nhá, ở đây trong cái phần nhập mới nhưng mà trong cái phần sửa thì các bạn vì chúng ta đã khai báo sẵn là cái mặc định là khi cái phiếu nhập mua hàng thì mặc định định khoản là chưa thanh toán bằng tiền mặt thì nợ tài khoản 15 có nên 156, nên chúng ta sẽ phải sửa lại đây một tí. Sau khi chúng ta chọn tiền mặt thì các bạn nhìn thấy là sẽ có thêm một cái ô là người nhận tiền. Thế thì ở đây các bạn nhập cái này là để mục đích của các bạn là các bạn in luôn cái phiếu chi. Và cái số phiếu chi nó sẽ tự động tăng lên theo một đơn vị. Các bạn chọn lưu. Các bạn khi các bạn in chứng từ thì các bạn lưu ý là ở đây có hai cái mà chúng ta in. Thứ nhất là cái phiếu nhập kho, chúng ta nhìn thấy là cái phiếu nhập kho thì ở đây chúng ta in ra cái phiếu nhập kho. Đây là cái phiếu nhập kho. Nhưng mà các bạn in luôn phiếu chi thì các bạn cũng có thể là in phiếu chi ở đây, hoặc là các bạn cái phiếu chi này nó tự động chuyển sang ở bên cái phần mà phiếu chi tiền khi mà chúng ta cập nhật cái chứng từ phiếu chi tiền mặt. Thì chúng ta thực hiện chương trình như hiện ra, chúng ta chỉ cần ấn nút in để có thể in. Sau đây chúng ta là đóng màn hình cập nhật phiếu nhập mua hàng.